kênh Cao Huỳnh Vlog. Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Đầu mùa đến giờ mới thấy đám mưa này nó lớn nhất luôn cả nhà. Thì đầu giờ chiều đi làm, vừa vô tới nhà xe của cơ quan thì cũng có mưa, nên là chưa có lên phòng được. Tới giờ chiều thì cũng mưa quá chừng luôn, nên là phải ở lại, rồi xong cảnh mưa mới về cả nhà. Nhưng mà cũng kịp về nhà để ghé siêu thị mua một ít đồ về nấu nè cả nhà. Thấy mưa là muốn nấu lẩu rồi cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nguyên liệu ở đây là biết em nấu món gì không? Ở đây em có mua măng chua nè, rồi đầu cá hồi, cà chua, củ hành, gừng vậy đó cả nhà. Ăn kèm với rau salad lụa nha cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng em hen. Đầu tiên thì mọi thứ em đã rửa sạch hết rồi, tại thời gian tối rồi mà nó trễ mà, nên là tranh thủ làm quay cho cả nhà xem nè. Thì cái phần cà chua em sẽ sắc muối cao nha cả nhà. Còn phần củ hành tây cũng vậy nha cả nhà. Ở đây thì nấu nồi lẩu này thì em chỉ sử dụng 1/4 của củ hành thôi. Rồi xong em sử dụng một cái chén để riêng ra, với đập băm nhuyễn nhuyễn cái củ hành tím nha cả nhà. Còn tại vì củ hành tím với gừng chút nữa để khử, với một trái ớt nữa. Phần măng chua mua rồi thì mình rửa qua nước cũng nhiều lần, rồi mình vắt cho nó gáo, rồi mình để như vậy đó. Một chút nữa mình khử với củ hành tím với phần gừng nè cả nhà. Tính ra nấu ăn cũng thú vị lắm cả nhà. Bình thường em là cũng là tiếp người dễ ăn dễ uống á cả nhà, nhưng mà từ lúc mà em quay những cái clip nấu ăn á, cái trong đầu cứ suy nghĩ hôm nay mình nấu món gì, mai mình nấu món gì á cả nhà, để chia sẻ cùng cả nhà. Bởi vì bây giờ là giống như là bắt đầu em ăn đồ ăn cũng bắt đầu phong phú rồi đó, chứ bình thường thì ở nhà có gì ăn đó, ít khi nào nấu món gì lạ lạ lắm. Dao để trên mặt của lẩu này thì em sẽ để cái phần rau ngò ôm nha cả nhà. Thì bây giờ mình sơ chế, mình sắc khúc khúc sẵn luôn, ăn chút nữa mình nấu mình để luôn cả nhà. Rồi bây giờ tiếp theo là bắt bếp lên, cho một ít dầu vô, rồi khử cái phần củ hành tím á, với gừng với trái ớt hồi nãy đó cả nhà, phi cho nó thơm lên. Rồi bắt đầu mình bỏ cà chua với lại phần măng chua vô nha cả nhà. Hổm rày mấy món nào mà em nấu cho cả nhà xem á là toàn là những cái món mà lần đầu tiên em nấu không đó cả nhà, trừ mấy món khô queo rồi thôi. Ví dụ như cá chân tương nè, rồi cái món măng chua nấu với đầu cá hồi nè cả nhà, cũng là lần đầu tiên em nấu luôn á. Mà nấu thì không gọi là xuất sắc lắm, nhưng mà được cái là đam mê với lại yêu thích, nên nêm nếm rồi nó cũng đỡ, ăn cũng được cả nhà. Nấu ăn hay làm bất kỳ việc gì cũng vậy hết trơn cả nhà, mình phải thích mới được. Chứ còn nếu như mà mình làm để cho nó là nhiệm vụ cho xong chuyện thì nhiều khi mình làm hôm nay rồi ngày mai bữa sau là mình tự thấy mình chán, mình cảm thấy mình bị áp lực với cái việc mình làm rồi cả nhà. Rồi nãy giờ nói chuyện khơi khơi với cả nhà là em nếm cái phần măng chua với cà chua đó cả nhà. Nãy em có để ít đường, ít muối với bột ngọt. Cái nồi này nó cũng dễ, em thấy cũng dễ nêm lắm. Thôi thì bài ra ăn thì tụi nhỏ nó cũng khen ăn ngon ngon, nhưng mà em không biết nó khen thiệt không, tại nó thấy em nấu đồ ăn á, nó khen một là cho em có động lực, hai là em nấu để cho tụi nó có mồi lai gai trời mưa đó cả nhà. Mà tính ra mỗi lần mưa mà có nồi lẩu là lai ra là đúng bài luôn ha cả nhà. Cái gì chứ cái nồi này em xào vậy là xong rồi, nó thơm rồi, nước mình rồi.
với cái phần cá hồi á, lúc nãy em sơ chế á, em cũng rửa bằng nước muối rồi rửa giấm rồi này kia cả nhà, để cho nó khử mùi tanh của cá. Có nhiều anh chị em thấy nấu là người ta chiên trước cái phần đầu cá hồi luôn để cho nó thơm, giống như là chiên khử sơ vậy đó. Còn em thì không, làm cái xào cái phần măng với cái phần cà chua này nè thơm lên, rồi em sẽ để một ít nước nha cả nhà, rồi cho nó sôi lên. Khi mà nước trong cái nồi lẩu này nó sôi mà sôi dạ, em bắt đầu em mới để cá vô cả nhà. Mà cũng lanh lắm, quay mấy khúc này nè, tới cái lúc mà sôi á đâu có bấm máy đâu. Rồi cá để vô một khúc rồi mới quay lại để cho cả nhà xem nè, cái phần nước nãy nó sôi đó cả nhà. Bây giờ là để cá vô nha. Cái phần cá hồi em mua là khoảng 3 đầu cá, là cho khẩu phần 4 người ăn. Tại vì ở nhà em nấu cho tụi nó ăn là một món một duy nhất à, không có một kèm món thứ hai. Ăn kèm có thể là mì bún gì đó, thì mình thích cái nào thì mình ăn cái đó cả nhà. Mà này thì ăn bún thì nó ngon hơn rồi đó. Rồi ở đây em cũng có hết cái phần bọt này, rồi nêm nếm lại coi vừa ăn chưa. Rồi đến khi lúc nó sôi lên, rồi để cái phần rau ngon hôm nãy đó cả nhà, chỉ ớt, ớt tươi vô. Rồi xong là tắt bếp để dọn ra ăn đó. Ăn món đầu cá hồi nấu với măng chua này nè cả nhà, thì chấm với nước mắm trong nha cả nhà. Rồi để một ít ớt vô. Cá hồi gì là nó cũng chín rồi đó cả nhà, nhưng mà để nó sôi vậy đó, rồi mình hất bọt này kia lại ha, nêm nếm lại, thấy thiếu gia vị nè, hơi thiếu chua, nên là em nặng thêm nửa trái chanh nè cả nhà. Rồi nêm thêm một muỗng nước mắm nữa. Rồi còn cái gì chưa để thì mình để vô luôn, giống như hành tây rồi nãy giờ em chưa để đó cả nhà, thì mình cũng sắp nó vô luôn nha. Rồi vậy là dọn ra để cả nhà cùng thưởng thức được rồi đó. Cả nhà mình có món lẩu nào em chưa nấu không? Cả nhà giới thiệu đi, cho em cái ý tưởng đi, đặng em nấu cho mấy đứa nhỏ lai rai mùa mưa này nha cả nhà. Trong thời gian qua, những clip nấu ăn của em bắt đầu được cả nhà ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn đến cả nhà mình rất nhiều nha. Tháng năm này là em biết đến YouTube tròn một năm đó cả nhà. Mặc dù tài khoản của em cả nhà mình thấy là đã hình thành từ năm 2012 đúng không? Nhưng mà thời điểm đó thì bắt đầu đi làm, có nick Gmail, rồi coi khi xem YouTube rồi này kia, kêu đăng nhập thì mình đăng nhập thôi, chứ chưa biết gì đến YouTube hết. Nhưng mà khi làm YouTube rồi, không gọi là làm hết trơn, mà một cái cơ duyên thôi, đến với YouTube là clip ngắn của hình ảnh bà má của mình á, chú bác là đi đi đám về, rồi mình quay vậy thôi. Rồi vô tình được nhiều người xem quá, nhiều anh chị bắt đầu đi vô đăng ký kênh, mà nói chắc là cũng có duyên gì đây, nên bắt đầu mình quay. Mình quay bắt đầu tiên thì mình quay những cái clip ngắn thôi, nhưng mà sau này thì mới quay những cái clip dài khoảng hơn khoảng 2 tháng nay bắt đầu quay những cái clip dài có nội dung thôi cả nhà. Tâm sự với cả nhà mình xíu, giờ cái lẩu của em, nồi lẩu của em nó chín rồi, em dọn ngay nha cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình em hen. Dạ, quý cô chú anh chị nào lần đầu tiên xem clip của em thì hãy bấm đăng ký kênh nha, rồi cho em một like nữa, với lại bật tất cả các thông báo để khi nào em có clip mới lên để mọi người tiện theo dõi nha cả nhà. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nha.